chủ tọa đoàn xem trình bày bài báo cáo về cập nhật điều trị mãn tính. Như các bạn biết thì suy tim mãn tính sẽ bắt được từ các yếu tố nguy cơ đến cái quá trình suy tim tâm thu. Trong giai đoạn đầu thì sẽ là các yếu tố nguy cơ tim mạch sẽ bao gồm huyết áp, lipid máu, đái tháo đường, lá và bệnh thận mạng. Bệnh thận sau đó sẽ dẫn đến các quá trình vòng tròn bệnh lý như này, từ phi đại tuyến trái thì máu cơ tim, khối động mạch vành máu cơ tim, từ đó đã tăng tâm thu và nhịp cơ thể còn biến cố đột tử. Sau đó thì có quá trình tái cấu trúc phía bên trái và đến suy tim, đây là đê và tử vong. Đây là một cái vòng tròn bệnh của nó liên tục đấy. Thế thì quá trình tái trúc cơ tim thì nó xảy ra trong vòng tròn bệnh lý đó. Thì để chẩn đoán tim thì chúng ta có hai đề chẩn đoán suy tim mạng và chẩn đoán suy tim thu, tức là chẩn đoán suy tim mà các chức năng tim thì cần phải thỏa mãn ba điều kiện sau. Thứ nhất là có triệu chứng lâm sàng điển hình của suy tim. Thứ hai là bệnh nhân phải có các dấu thực thể điển hình của suy tim, và thứ ba là phải có chức năng tim sức tống máu giảm. Để chẩn đoán suy tim mà suy tim trương hay là suy tim mà chức năng EF bảo tồn cần có bốn điều kiện sau đây các bạn, đó là bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng điển hình của suy tim, có thực thể điển hình của suy tim, tăng tâm thu tất trái đường là chỉ giảm nhẹ và bổ huyết không giãn, và bệnh nhân có các bệnh lý về cấu trúc tim một cách thể, có biểu hiện bệnh lý cấu trúc cá thể, có thể là phía thất trái, có thể là giãn nhĩ trái, hoặc kèm theo là cái dấu hiệu suy chức năng theo chương thất trái. Thế thì hiện nay triệu chứng cơ năng và thực thể điển hình của suy tim thì ở bên trái các bạn thấy đây là các triệu chứng cơ năng và đây là triệu chứng về dấu hiệu thực thể của suy tim điển hình. Thì bạn có dấu hiệu bệnh nhân sẽ có triệu chứng khó thở khi nằm, khó cơn khó thở tắt về đêm, có giảm khả năng gắng sức, có các triệu chứng mệt mỏi tăng cái thời gian mà bệnh nhân có thể hồi phục cái mức độ thở sau khi gắng sức, và bệnh nhân có thể có cá chân. Còn các dấu hiệu thể bao gồm có tăng áp mạch cảnh, có phản hồi gan tính, bệnh nhân có thể có tiếng ngực phi và cái màu nó lên xanh trái, và bệnh nhân có thể nghe cả tim. Thế còn triệu chứng cơ năng và triệu chứng thực thể không của suy tim thì bao gồm có các triệu chứng, trong đó có thể là có về đêm, bệnh nhân có thể có tiếng khò và tăng cân độ là tăng trên 2 trong vòng 1 tuần, hoặc là một số trường hợp suy tim nặng thì bệnh nhân giảm cân, bởi vì là suy tim nặng thì bệnh nhân khó thở, ăn uống kém và bụng nên bệnh nhân có thể có giảm cân. Cái cảm giác đầy tức nhịp ăn không ngon lẫn bị trầm cảm, hồi chứng ngực hoặc là ngất. Các dấu hiệu thực thể ít điển hình hơn bao gồm có phải vi, có thể có da ở phổi, có giảm thông khí phế nang, tim nhanh, nhịp tim không đều, thở nhanh, gan to, cổ trướng và có thể có teo ho. Thế thì cái con khuyến ra để với những cái tiêu chuẩn chẩn đoán giá trị của các thăm dò hàng, thì người ta khuyến rằng là với những trường hợp của bệnh nhân siêu tim thì siêu tim có thể khuyến cáo để đánh giá trúc tim và chức năng tim, bao gồm cả trong tâm trương và đo chức năng phân suất tổng máu của tim để đoán mình có suy tim hay không, và có kế hoạch điều trị cũng như là theo dõi cung cấp các yếu tố về mặt tiên lượng, và đây là phân loại mức độ của một vật chứng lượng C. Tiến tâm đồ chỉ đạo được khuyến cáo trong để xác định các bất thường về nhịp, về tim, về hình thái của phúc bộ QAS, khám QAS và xác định các bất thường về tim ở trên đồ 12 chuyển đạo. Với một cái điện tâm đồ hoàn toàn thường thì hướng là cái khả năng suy tim tâm thu ít khả năng xảy ra. Các thăm dò máu bao gồm có các xét nghiệm hóa, điện giải đồ, siêu thận, mức lọc các enzyme của gan, bilirubin, chức năng tuyến giáp, báo để đánh giá xem là cho bệnh nhân trong quá trình bệnh nhân phải dùng thuốc để thuốc lợi tiểu, thuốc chỉ men chuyển xuống đông, cũng như là xem cái bệnh này có khăn tìm kiếm suy tim có khăn hồi phục hay không, ví dụ hạ canxi máu hoặc là có chức năng tuyến giáp hoặc những bệnh lý kèm theo của sung sắc, hoặc là cái xét nghiệm cận lâm sàng cung cấp thông tin để phục vụ cho vấn đề tiên lượng. Xét nghiệm công thức máu để nhằm phát hiện ra suy tim do thiếu máu và cũng là phần bệnh của tiên lượng. Thì đây là cái lượng đồ đoán nhân mà mình nghi ngờ có suy tim. Nếu khởi phát nó đột ngột thì đầu tiên mình sẽ chạm cái điện tâm đồ và chụp quang tim. Bước tiếp theo sau đó cho bệnh nhân làm siêu âm tim và các về suy điểm sinh học, đó là BNP và BNP. Nếu mà điện tâm đồ bình thường và chỉ NT-proBNP 300 pg/ml hoặc cái BNP, thực ra chúng ta làm NT-proBNP là cái chỉ số trên. Nếu nó tăng thì cái khả năng suy tim là đang xảy ra. Thế còn trong trường hợp điện đồ bất thường và cái chỉ là và cái chỉ số NT-proBNP 300 thì chúng ta sẽ đánh giá trên tim, và nếu
suy tim được khẳng định thì sẽ tìm nguyên nhân và bắt đầu cùng cái phương pháp điều trị cách phù hợp cho bệnh. Trong cái trường hợp mà suy tim mà cái khởi phát nó không phải là cấp, chúng ta cũng cho bệnh nhân làm điện tâm đồ và cái chụp tim con tim phổi. Tiếp theo đó chúng ta cũng cần hai bước là làm siêu tim mắc cơ về sinh học. Nếu điện tâm đồ bình thường và cái sinh học nt proBNP nhỏ hơn 100 mg thì cái khả năng xuất hiện ít xảy ra. Thế còn nếu mà điện tâm đồ bất thường và cái nt proBNP lớn hơn 125 thì cái chúng ta cũng cho làm siêu tim để khẳng định cái chẩn tim và định hướng nguyên nhân là bắt đầu. Nên là trong trường hợp khởi phát không còn khởi phát cấp tính thì cái sự khác nhau là cái giá trị về ở bên khởi phát cấp tính nó cao hơn so với không cấp tính. Về cái giá trị cutting point của cái giá trị proB thì nó không phải là một cố định cho các lứa tuổi mà người ta theo người ta đã chỉ ra là với các lứa tuổi khác nhau trị cắt bỏ của giá trị proBNP nó có thay. Ví dụ như là với lứa tuổi 50 tuổi thì cái giá trị cắt bỏ nó là 450 g/ml, còn cái giai đoạn từ 15 tuổi thì giá trị là 900, và 60 tuổi thì là 1800 thì định hướng bệnh nhân có suy tim hay không. Còn giá trị loại trừ với tất cả các bệnh nhân thì 300 thì mình không nghĩ đến bệnh nhân có suy tim. Với độ là khi một lần lượt các bạn quan sát này, với những trường hợp mà bệnh nhân có bệnh tim cấu trúc của bệnh tim và mà theo gọi là suy tim mà cái chức năng vẫn bảo tồn, theo suy tim chưa được đánh giá mắt thường với cái hình dạng sóng đổ đầy của van hai lá, đặc biệt là cái sóng E phẩy và tỷ lệ E phẩy để cái tình trạng là suy chức năng và là đầy đổ đầy của tâm trái, đồng thời đánh giá cái chỉ số theo trái trong trường hợp mà suy mà chức năng tim và bảo tồn sẽ tăng cái thất trái và đứng 34 ml/m² và có thể là có tăng áp đổ đầy thất trái van hai lá. Chỉ số về khối lượng cơ thất trái cũng tăng 95 g/m² ở nữ và trên 115 g/m² ở nam giới. Về đánh giá mức tim chúng ta có từ trước đến giờ chúng ta vẫn dựa trên hai hệ thống theo phân loại của cái hội tim mạch New York, phân loại siêu lâm sàng của khoa bệnh. Thế thì của cái hội New York thì thông thường nó đánh giá vị trí tim trái và giữ mức độ hạn chế mà hoạt động hàng ngày của mức độ. Còn phân loại của khoa Việt Nam thường nó áp dụng cho bệnh nhân suy tim phải và dựa vào mức độ khó thở, mức độ vong của bệnh nhân và đáp ứng với điều kiện. Ngoài ra chúng ta có phân loại suy tim theo hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ, trường môn tim mạch Hoa Kỳ và phân loại suy tim hội tim mạch New York thì theo cái Hoa Kỳ họ chia làm suy tim làm 4 giai đoạn. Trong đó giai đoạn A thì người ta nhấn mạnh về vấn đề suy tim rất sớm, bệnh nhân có nguy cơ cao suy tim nhưng chưa hề có bệnh tim thực tồn, cũng không có biểu hiện, người ta đã đánh giá là suy tim giai đoạn A rồi. Trong giai đoạn B là bệnh nhân có bệnh tim mà chưa có biểu hiện lý suy tim, C là bệnh nhân có bệnh tim thực tồn và có biểu hiện tim, và giai đoạn D là suy tim khẩn cấp có biện pháp điều trị đặc biệt. Phân độ suy tim NIHA thì cũng giống như trình bày ở slide trước. Thế về điều trị suy tim, bạn cũng hình dung cái hình quả tim bị suy nó cũng giống như đường, nó phải làm việc quá sức, nó kéo cái xe hàng rất là nặng và liên tục như thế nó sẽ dẫn đến mệt mỏi và quá sức. Để điều trị thì sẽ có một thuốc, thứ nhất là thuốc ức chế men chuyển và lượng. Hai thuốc này của nó sẽ làm giảm cái cho quả tim, cũng giống như hình ảnh con lừa này, giảm số lượng bao hàm mà con lừa nó chở. Như thế thì nếu so với cái 3 và 5, 4, 3 đương nhiên sẽ hoạt động một cách tốt hơn, hơn. Giao cảm cũng là một thuốc được lựa chọn suy tim. Sẽ biết giao cảm cơ nó sẽ làm giảm cái tần số tim và như thế thì lại tiết kiệm được năng lượng. Cũng như với con lừa này thì khi năng lượng nó đi quá nhanh thì sẽ nên mệt, nhưng mà nếu mà mình giới hạn của nó thì nó sẽ làm việc một cách hiệu quả. Digoxin cũng là một cái điều trị xong chỉ trong điều trị suy tim, nhưng cơ chế của nó thì không hạn trước mà nó làm như là một cái thuốc nó làm tăng cái bóp cơ tim và làm cho con cũng giống như là một cái bẫy của quả lốt, và khi mà nó có quả lốt nó có hoạt động nhiều hơn, thực tế nó không làm cải thiện tử vong bệnh nhân và thực tế con lừa nó vẫn phải làm tiếp tục công việc như thế của nó. Thế thì các bằng chứng điều trị đối với suy tim mà có chức năng tâm thu giảm thì mà đối với thuốc lợi tiểu chứng nhóm 1C, tức là thuốc lợi khuyến cáo trong trường hợp bệnh nhân tim chức năng tim giảm và có ức chế men chuyển được khuyến cáo những bệnh nhân có suy tim và chức năng ức chế thực thể được khuyến cáo bệnh nhân không thu nạp ức chế men chuyển. Chạy beta giao cảm mà là một trong thuốc được nghi là có giảm tỷ lệ tử vong thời gian ổn định thì đó là thuốc metoprolol, carvedilol, bisoprolol, nhóm đối kháng cụ thể steroid thì cũng được khuyến cáo ở những bệnh tim mức độ nhi 2 đến 4 và bác sĩ dưới 35% mức độ khuyến cáo là nặng, và sử dụng hydralazine và isoxazid. Các bằng chứng bệnh nhân có mức độ suy tim 3-4, chức năng tim khuyến cáo mức độ 1A. Vậy thì như chúng ta đã nói, digoxin có thể có hiệu quả trên suy tim và chức năng tim giảm, nhưng mức độ này chỉ ở bằng chứng 2A và mức độ bằng chứng B. Chống thì có thể dùng bệnh nhân suy tim mãn có kỹ kịch phát hoặc suy tim mãn là
có thêm một yếu tố khác của nguy cơ tắc mạch phải sử dụng thuốc chống lại, và đây là nguy cơ một a statin không chứng tỏ là có hiệu quả trong điều trị suy tim. Các một số thuốc khác như omega 3 và khác thì cũng không có hiệu quả. Thuốc chặn ngay canxi thì các thuốc chặn ngay canxi không được khuyến cáo thường quy trong suy tim của ES giả. Ngoài ra thì ngoài các thuốc còn để điều trị thì chúng ta có các điều trị thiết bị hỗ trợ thất, ví dụ như cái máy phá chung CD thì được khuyến cáo những trường hợp dự phòng đột tử hay có suy tim mà ép giả sau xảy ra trong 40 ngày và có chức năng tim được giảm trong mức độ có thở nha, có triệu chứng thời gian sống còn mong muốn là trên 1 năm. Bệnh nhân có thể cái máy còn đồng bộ với bệnh nhân mà có chức năng tim giảm từ trong còn chuyên khoa nhưng đánh giá với cái thuốc phổ biến rộng trên 150 ml. Có các khuyến cáo về các bằng chứng để sử dụng CRP và ICD để đo dưới đây. Các thuốc được sử dụng cho suy tim trong trường hợp có chức năng tâm hồn giảm thì chúng ta đã trình bày với mỗi nhóm có rất nhiều lựa chọn và có thể khởi đầu được tối đa để sử dụng nhóm thuốc, chúng ta có thể tra cứu để và với mỗi thuốc đó thì người ta sở đưa ra cái chứng minh là sử dụng thuốc nào và mới được là người ta dựa trên những cái nghiên cứu, có thể là đó nghiên cứu mù đôi hoặc là mù đơn hoặc là tiến hành và từ đó người ta rút ra kết quả cái điều trị đó, điều trị suy tim. Thế thì các bước xử giai đoạn suy tim như thế nào, với giai đoạn A, giai đoạn B, giai đoạn C, giai đoạn D, chúng ta sẽ có các bước như là các bước nó tiếp cận xử lý. Thì bắt đầu sẽ là việc điều trị nguy cơ và giáo dục bệnh nhân và gia đình. Tiếp theo đó sẽ đến cái bước chỉ các bệnh lý kèm theo, ví dụ như tăng huyết áp và nhiễm tim máu. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng thuốc chế men chuyển để cho tất cả các bệnh nhân và sẽ ở một số bệnh nhân có lượng khi bệnh nhân ở giai đoạn suy tim giai đoạn C và khi giai đoạn C thì chúng ta sẽ dùng thuốc chế men chuyển và sẽ bệnh cáo bệnh nhân để sử dụng muối trong chế độ sử dụng lợi tiểu và thể sử dụng dioxin. Nhân chúng ta sẽ được tạm biệt điều trị tái đồng máu cơ tim. Bệnh nhân có đốt nhánh trái có thể can thiệp tìm máu cơ tim và phẫu thuật can thiệp vào trái nếu bệnh nhân có bị lý van hay lá kèm. Và cái các bước giai đoạn C này là các bước tiếp cận nhiều mặt của mặt. Bệnh nhân có thể sử dụng thuốc kháng thể bán progesterone. Những bệnh nhân giai đoạn suy tim giai đoạn nhân đã chưa có triệu chứng điều trị và cần có những cách đặc biệt thì thứ nhất là vận mạch có thể sử dụng thuốc chống thất. Các bước tiếp cận với giai đoạn suy tim ABCD thì mình có thể mà những cái yếu tố nguy cơ khác điều trị mà mình phải tiếp cận với bệnh nhân có giai đoạn suy tim độ nặng dần và mình sẽ chuyển tiếp sang bước kia nếu mà các bước ở đạt được. Theo cái khuyến cáo 2012 theo cơ của Hội Tim mạch Châu Âu thì chúng ta sẽ bắt đầu tiên thuốc lợi tiểu để giảm trừ ứ huyết ở đây. Tiếp theo đó sẽ thêm thuốc thứ hai là thuốc chế men chuyển cơ thể nếu bệnh nhân không giảm được triệu. Sau đó nó sẽ thêm beta giao cảm và sau bệnh nhân vẫn còn thở mức độ đi 2 đến 4 thì sẽ thêm nhóm thuốc kháng progesterone. Nếu bệnh nhân vẫn tiếp tục vẫn có mức độ khó thở đi 2 đến 4 bạn đánh giá chức năng tim dưới 3 năm. Nếu bệnh nhân có xoa và tim nhanh thì chúng ta sẽ thêm nhóm hepazin để điều trị suy tim. Và trong trường hợp mà bệnh nhân còn các triệu chứng như chúng ta mô tả có QRS giãn rộng thì chúng ta sẽ chỉ định cái máy đầu tim có tạm nhịp hoặc là không tự động. Trong trường hợp đã đến lúc này vẫn còn bệnh nhân vẫn còn có triệu chứng thì khi đó chúng ta sẽ cân nhắc là hỗ trợ thất. Mình sẽ cụ thể từng bước tiếp cận thẳng hoặc chi tiết kia ra. Ở đây là các bước mà mình sử dụng trong tim, các khuyến cáo mà chúng ta thấy rằng nó ít được trong điều trị suy tim thì sử dụng ibuprofen, digoxin thì được định ở những bệnh nhân thì nguy cơ phải tái nhập viện ở những bệnh nhân ép thấp. Một cho rằng là có thể là không tốt cho bệnh nhân trong điều trị triệu chứng, ví dụ như suy tim mà dùng các thuốc điều trị đường nhóm kia zolin chẳng hạn, hoặc là hầu hết cái cây gan chạy nhau gì các thuốc chống viêm không steroid là cái việc phối thuốc cần được cơ thể chuyển thì có lợi cho bệnh nhân trong điều trị suy tim. Các biện pháp không thay đổi được sống được bệnh suy tim, thứ nhất là bệnh nhân với suy tim nào chúng ta vẫn nên một cái hoạt động thể dục thường ngày phù hợp với mức độ suy tim của bệnh nhân hiện khả năng và triệu chứng cơ năng của bệnh nhân. Bệnh nhân mà suy tim, bệnh nhân có thể tham gia những cái chế độ sức khỏe toàn diện để làm giảm cái nguy cơ nhập viện vì suy tim. Chỉ định trong trường hợp phá chung mạch tái thiếu máu cơ tim trong những trường hợp bệnh nhân cần phẫu thuật bắt cầu chủ vành nếu bệnh nhân có chứng và có tổn thương nhiều thân.
tăng huyết áp nhân không triệu chứng hoặc là không có cái biểu hiện của sốc phản ứng tim thì nó không có biểu hiện của không có chỉ định mạch vành. Chỉ định để đặt mổ chứng cũng thì trong những trường hợp mà bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối mà chỉ tối ưu nhất với các điều trị về dược lý và các biện pháp ấy hỗ trợ mà vẫn không được thì chúng ta sẽ có chỉ định đặt chứng cổ hỗ trợ. Và đây chuẩn là bệnh nhân nào, những bệnh nhân mà về để đặt chứng cổ hỗ trợ thất đã lên kiểu ra đây. Chỉ định thay van ở bệnh nhân suy tim thì hợp van động mạch chủ thì các nếu mà cái mình có van động mạch chủ lớn hơn 4 thì bệnh nhân không cái dần hạ hạn chế về ép thì bệnh nhân sẽ được thay van. Mình có triệu chứng nếu mà bệnh nhân thì có điều trị nội khoa tối ưu thì mình cũng trì hoãn phẫu thuật cho bệnh nhân, và bệnh nhân điều trị nội khoa không hiệu quả thì mình nên cân nhắc là thay van bệnh nhân. Các trường hợp bệnh nhân có hở hai lá thì liệu hở hai lá mình sẽ có chỉ định thay van hoặc rửa van hai lá, và những trường hợp mà bệnh hai lá nặng và có sự chức năng hai lá sẽ chức năng thân trái mà không thể can thiệp về tái tiến máu có bệnh lý mà mình cân nhắc có cơ tim thì bệnh nhân cần phải được đánh giá thay van hai lá. Và trong trường hợp thì bệnh nhân có thể cân nhắc để sửa van hai lá, vấn đề là mình sẽ phải thay van cho bệnh nhân. Về vấn đề số thất ở bệnh nhân dung nhĩ mãn tính với những trường hợp mà bệnh nhân có suy tim EF giả và suy tim có EF tim bảo tồn thì mình sẽ bắt đầu với thuốc chạy ra ở trường hợp có. Nếu mà bệnh nhân được tập chúng ta sẽ duy trì cái điều trị này, trong trường hợp chưa kiểm soát thì thêm dioxin để kiểm soát được số thất. Nếu vẫn chưa kiểm soát được chúng ta có thể thay tim bằng amiodarone, hoặc chưa kiểm soát được nữa chúng ta sẽ cân nhắc là phải thăm mật để chuyển đốt cái nút. Cái quan trọng trường hợp mà bệnh nhân con tim vẫn bảo tồn thì có thể sử dụng nhóm chạy lên canxi hoặc làm giảm có tác dụng tim, và nếu mà tổn thương thất chưa được kiểm soát thì khi đó mình sẽ toxin, và sang trường hợp nếu bắt được ta lại thay thế chạy lên canxi giảm tổn tim bằng da, và khi mà không được chúng ta cũng phải tiến chuyên gia có thể sẽ phải tìm những nút thất. Về khuyến cáo về phòng huyết khối tắc mạch bệnh nhân dung nhì, những bệnh nhân sử dụng thang điểm SPAS và có thể đánh giá để trên cơ sở đó và chỉ đủ uống cho bệnh nhân. Về khuyến cáo sử dụng đạn nhiệt thất thì khuyến cáo nhóm A là bệnh nhân sẽ được điều trị với ức chế men chuyển ức chế thể hay da rau cảm, và bệnh nhân sử dụng thuốc kháng thực thể aldosterone để tiêu hóa bệnh nhân và thất. Ngoài ra để điều trị các bệnh lý đi kèm có thiếu máu đông huyết lực, các tình trạng bệnh phổ biến hoặc là những cái tình trạng chán ăn, trầm cảm hoặc là những bệnh lý đái đường hoặc là các dối loạn chuyển hóa về lipid máu, tăng huyết áp, suy chức năng thận hoặc là béo phì và những cái bệnh lý về dối loạn giấc ngủ. Đây là những cập nhật về tình trạng điều trị suy tim mãn tính. Và cảm ơn tôi rất trân trọng đã nghe và cảm ơn các bạn.